Tuyên án 11 học viên cai nghiện kích động đập phá tấn công công an. Chuyên mục đóng trên mặt báo với góc nhìn đáng suy gẫm từ vụ việc Đặng Thị Hàn Ni, Nguyễn Phương Hằng, bài học về tấn công nhau trên mạng. Cá kho niêu 1,5 triệu đồng của dân làng Phú Đại tất bật đơn hàng Tết. Dùng máy xúc cứu bò bị nước cuốn trôi. Chào mừng quý vị đến với 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Mở đầu là cụm tin nóng với những thông tin về tình hình an ninh trật tự xảy ra trong 24 giờ qua. Tòa án Nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh cho biết đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên án đối với 11 bị cáo về tội chống người thi hành công vụ. Đây là nhóm học viên trung tâm cai nghiện đã đập phá trung tâm và trốn ra ngoài gây náo loạn cả khu vực. Theo cáo trạng, ngày 30 tháng 8 năm 2023, các học viên của khu A của cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Trà Vinh tụ tập la hét, đập cửa làm mất an ninh, trật tự và kích động nhau bỏ trốn. Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, có 36 học viên trèo qua tường rào để thoát ra ngoài. Những học viên còn lại tiếp tục la hét, đập phá cửa và ném đá, vật cứng vào cán bộ quản lý, đồng thời kích động xúi dục những học viên ở khu B hưởng ứng theo. Sau khi sự việc xảy ra, cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Trà Vinh đã phối hợp với công an huyện Châu Thành truy bắt những học viên bỏ trốn. Tại tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi của mình, có thái độ ăn năn hối cải. Căn cứ vào tính chất mức độ hành vi phạm tội, hội đồng xét xử đã tuyên phạt một bị cáo 2 năm tù giam, một bị cáo 1 năm tù giam và 9 bị cáo khác, mỗi bị cáo 1 năm 6 tháng tù giam. Ngày 31 tháng 1 năm 2024, Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết đã tạm giữ 26 đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng và cho gia đình bảo lãnh 11 đối tượng khác do chưa đủ 16 tuổi. Qua công tác nắm tình hình địa bàn, quản lý đối tượng, Công an thành phố Thuận An phát hiện hai nhóm thanh niên đang có biểu hiện tụ tập, chuẩn bị hung khí để đi đánh nhau. Ngay khi xác minh thông tin, Công an thành phố đã huy động các lực lượng liên quan kịp thời ngăn chặn, tạm giữ 46 đối tượng nam nữ trong độ tuổi từ 15 đến 24 tuổi đang tụ tập, chuẩn bị hung khí đánh nhau. Tại hiện trường, lực lượng công an kiểm tra thu giữ 2 bao hung khí, gồm 16 dao tự chế, mã tấu, gậy sắt các loại. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, đối tượng Trần Tấn Lộc có biệt danh là Thanh Nhóc. Ở địa bàn thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương nhiều lần bị nhóm đối tượng Trung Tử Bảo ở Thủ Dầu Một kéo người tìm đánh, nên đối tượng Trần Tấn Lộc đã tập hợp nhóm thanh niên trên chuẩn bị hung khí đến điểm hẹn đánh nhau với nhóm Trung Tử Bảo. Cơ quan điều tra Công an thành phố Thuận An đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết, các đơn vị trực thuộc vừa giải cứu thành công một bé gái 15 tuổi bị bán qua Campuchia để lao động trong một sòng bạc. Qua kết quả xác minh, một bé gái 15 tuổi của thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đang bị giữ tại casino cách cửa khẩu quốc tế Hà Tiên khoảng 2 km, thuộc xã Say Sọc Tây, huyện Kampong Trắc, tỉnh Kampot, Campuchia. Lực lượng biên phòng Việt Nam đã đưa được bé gái 15 tuổi về phía nước Việt Nam. Lúc này, tình trạng sức khỏe của nạn nhân bình thường nhưng tâm lý còn rất hoang mang, lo sợ, chưa ổn định. Phòng chống ma túy và tội phạm đã liên hệ với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang và các cơ quan có liên quan để phối hợp hỗ trợ bé gái. Chính quyền địa phương xã Nam Cường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình xác nhận một người đàn ông tại địa phương đã có hành động đẹp, không ngại giá rét, lao xuống nước cứu nữ tài xế mắc kẹt trong chiếc ô tô đang chìm dưới sông. Ngay sau đó, người đàn ông này đã rời đi. Danh tính được xác định là ông Hoàng Ngọc Lương. Trước đó, ông Lương đi đón con trai xuất ngũ khi hai cha con đến quốc lộ 21, đoạn đi qua cầu Cát Chà, thấy rất đông người đứng bên bờ sông, phía dưới sông là một chiếc ô tô đã chìm. Khi biết trong xe có người đang ở giữa ranh giới sự sống và cái chết, không nghĩ nhiều, ông Lương chỉ kịp cởi chiếc áo khoác bên ngoài rồi lao thẳng xuống dòng nước lạnh. Ông Lương cho biết, rất may cửa kính phía sau hạ được một nửa. Ông Lương chia sẻ, trên đường về, nhiều lúc run lên vì cái lạnh thấu xương, nhưng trong lòng ông cảm thấy ấm áp niềm vui khi nữ tài xế đã thoát cửa tử. Chuyên mục nóng trên mặt báo hôm nay chia sẻ góc nhìn đáng suy ngẫm từ vụ việc Đặng Thị Hàn Ni, Nguyễn Phương Hằng, bài học về tấn công nhau trên mạng. Thưa quý vị, ngày 23 tháng 1 vừa qua, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Trần Văn Sĩ và bị can Đặng Thị Hàn Ni về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước,
quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Kết quả điều tra xác định, bị can Đặng Thị Hàn Ni đã có nhiều phát ngôn đưa lên mạng xã hội các thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của cá nhân, tổ chức trái quy định pháp luật, vi phạm điểm D khoản 1 điều 17 luật an ninh mạng. Bị can Trần Văn Sĩ đã đưa nội dung có thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công ty cổ phần Đại Nam. Đưa nội dung bịa đặt, sai sự thật, xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của cá nhân ông Huỳnh Uy Dũng, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm, uy tín của bà Nguyễn Phương Hằng. Ngày 21 tháng 9 năm 2023, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên bà Nguyễn Phương Hằng mức án 3 năm tù về tội danh trên. Còn đối với Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sĩ có hành vi phạm tội hay không, hãy chờ kết luận của hội đồng xét xử trong phiên tòa sắp tới. Tuy nhiên, từ những kết luận của cơ quan điều tra và cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đủ để rút ra bài học cho cộng đồng, đặc biệt là ứng xử trên mạng xã hội. Đã có rất nhiều trường hợp tấn công cá nhân, tổ chức trên mạng xã hội, người tấn công một cách vô căn cứ, gây thiệt hại cho đối tượng bị tấn công. Trên thực tế thì đã có nhiều doanh nghiệp bị tung tin bịa đặt về hàng hóa, sản phẩm kém chất lượng, có chất gây ung thư, chịu thiệt hại rất lớn. Và cũng không ít cá nhân bị tung tin bịa đặt, xâm phạm nhân phẩm, bị đưa bí mật cá nhân gây tổn thương cho bản thân và gia đình. Quyền riêng tư, bí mật cá nhân được pháp luật bảo vệ, cho nên nếu ai xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm và bí mật của người khác thì pháp luật sẽ nghiêm trị. Xin hãy đừng nghĩ rằng có một tài khoản trên mạng xã hội là muốn nói sao thì nói, tung tin không cần kiểm chứng, không chịu trách nhiệm về những gì mà mình đã viết hoặc nói ra. Pháp luật sẽ làm công việc của pháp luật. Vụ án liên quan đến các nhân vật Nguyễn Phương Hằng, Đặng Thị Hàn Ni chính là bài học để chúng ta biết mà ứng xử. Vâng, thưa quý vị, đồng ý là xã hội có tranh luận, có quan điểm trái chiều thì mới có sự tiến bộ. Nhưng nói phải có lý lẽ, có căn cứ, đưa thông tin phải đúng sự thật, nhất là không được xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, bí mật cá nhân của người khác. Vì đó là hành vi vừa sai pháp luật, vừa trái với đạo đức. Đến đây thì xin phép được khép lại nội dung này của chuyên mục Nóng trên mặt báo. Tiếp tục chuyển động với chương trình ngày hôm nay là thông tin về đời sống xã hội dân sinh đáng chú ý. Thưa quý vị, thời điểm này thị trường tiêu thụ sản phẩm ô cốp trên địa bàn của tỉnh Phú Yên vô cùng sôi động, nên các doanh nghiệp, cơ sở, cửa hàng đẩy mạnh sản xuất, cung ứng hàng hóa ra thị trường. Toàn tỉnh Phú Yên hiện có gần 250 sản phẩm ô cốp từ 3 sao trở lên. Với sự nỗ lực nâng cao chất lượng, quảng bá sản phẩm ô cốp, người dân đã có thêm nhiều cơ hội lựa chọn các sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm với giá cả phù hợp trong dịp Tết Nguyên đán, góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, phát triển kinh tế địa phương. Gần một tháng nay, cơ sở sản xuất khô bò, chả bò của bà Nguyễn Thị Thúy Niễu đã tăng công suất để cung ứng cho nhu cầu của thị trường dịp Tết Nguyên đán. Sản lượng sản xuất trong tháng cuối năm âm lịch đạt hơn 11 tấn, tăng gấp 5 lần so với các tháng trước. Các sản phẩm khô bò một nắng, hai nắng hay chả bò của cơ sở này đều đã được chứng nhận sản phẩm ô cốp 3 sao. Được công nhận sản phẩm ô cốp nên là được mọi người tiêu dùng các tầng lớp tiêu dùng, có nghĩa là dân văn phòng hoặc là cơ quan này nọ đều chọn về cái sản phẩm ô cốp nên là bán cũng rất là ok. Chúng tôi cũng rất là khuyến khích cho các cái địa phương là chọn những cái sản phẩm đặc trưng của địa phương mình để là hỗ trợ xây dựng cái thương hiệu và đánh giá cái sản phẩm ô cốp. Thì trong năm 2023 này thì huyện là có 17 sản phẩm ô cốp, nâng tổng số cái sản phẩm ô cốp trên địa bàn huyện hiện nay là 24 sản phẩm. Vừa rồi thì chúng tôi cũng đã khai trương một cái cửa hàng là bán các cái sản phẩm ô cốp trên địa bàn huyện Sông Mình. Hiện nay nhiều sản phẩm mang đậm hương vị ngày Tết của tỉnh Phú Yên như rượu nếp, giáng sương, chân giò hun khói Hùng Miên, bò một nắng Thanh Tuyền, hạt mắc ca Bảo Hân, bánh tráng Hai Thơm, mãng cầu Lỗ Chài, bưởi da xanh Đức Bình đã được đông đảo khách hàng lựa chọn cho ngày Tết. Tại các cơ sở sản xuất và các điểm trưng bày các sản phẩm ô cốp, không khí mua bán rất nhộn nhịp. Cô Tết này là cô dùng sản phẩm ô cốp đấy mà hơn nữa cả cái mặt hàng là cô rất tin tưởng mà giá cả nó phải chăng phù hợp với người tiêu dùng. Các ngành thì cũng đang có những cái chương trình hỗ trợ cụ thể như là nâng cao về cái chất lượng sản phẩm. Lâu nay bà con cái sản phẩm đó ở địa phương thì cũng đã sản xuất, một là ở quy mô vừa và nhỏ, hai là chất lượng sản phẩm thì vẫn chưa theo một cái quy chuẩn và đồng đều, cho nên là phải đưa cái khoa học công nghệ vào trong cái sản phẩm ô cốp.
Thời điểm này, tại các cửa biển trên địa bàn huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, không khí sản xuất rất nhộn nhịp. Các làng nghề, hộ dân tất bật chế biến cá khô, tôm khô, phục vụ cho thị trường cuối năm và kiếm thêm thu nhập cho gia đình để đón Tết sung túc hơn. Năm nay, sản lượng khai thác thủy sản trên địa bàn huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau tăng hơn năm ngoái, nên người dân rất phấn khởi. Vào mùa con nước biển trúng nhiều tôm cá, các chị em phụ nữ tranh thủ thu mua tôm cá nguyên liệu để làm khô nhằm tăng thu nhập cho gia đình, vừa có món ăn dùng trong ngày Tết. Cá khô được các chị chế biến đa dạng từ ướp muối, gia vị hoặc là để nguyên con cho khách hàng dễ dàng lựa chọn. Các khâu chế biến cũng được các chị đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm khi đến tay khách hàng. Hiện nay, nhiều mặt hàng khô bán rất chạy như là cá lù đù, cá lưỡi trâu, cá hố, cá kèo đỏ, cá khoai khô, tôm tích khô có giá dao động từ 100.000 đồng đến vài trăm ngàn đồng tùy loại, tăng hơn ngày thường từ 20.000 đồng đến 50.000 đồng một kg. Cá khô tôm khô là một trong những món ăn đặc sản không thể thiếu trong những ngày Tết đến xuân về của người dân ven biển. Chắc hẳn nhiều người đã biết đến làng Vũ Đại qua những án văn của nhà văn Nam Cao. Nhưng ngoài văn thơ, làng Vũ Đại còn được biết đến với một món ăn truyền thống nổi tiếng, đó là cá kho. Dạ đúng rồi. Những nồi cá kho của làng Vũ Đại đặc biệt từ công đoạn chọn cá, chọn nồi, lửa củi, thời gian kho nên cho ra hương vị không thể quên với thực khách. Và thời điểm trước Tết âm lịch là giai đoạn bận rộn nhất đối với người dân tại làng Vũ Đại. Những bếp lửa ngày đêm nóng đỏ để kho cá. Người người, nhà nhà bố trí nhân lực thay phiên nhau trong nồi cá kho kéo dài nhiều tiếng để đạt chuẩn ngon nhất. Cá khô Đại Hoàng, xã Hòa Hậu, huyện Lý Vân, tỉnh Hà Nam, hay còn gọi là cá kho làng Vũ Đại, là đặc sản nổi tiếng của Hà Nam. Món ăn này đã có từ rất lâu, do là vùng trũng nên trong làng ngày trước có nhiều ao hồ, cứ đến Tết, người dân lại tắt ao chọn những con cá trắm đen to và ngon nhất để kho theo công thức gia truyền cùng với gia vị là gừng, riềng, hành, ớt, nước cốt chanh, nước cốt cua đồng. Đặc biệt là cá được kho trong niêu đất trên bếp lửa trong khoảng thời gian từ 10 tới 20 tiếng nên vừa có vị thơm của lửa, đưa phảng phất hương vị đồng quê. Phải ở thời gian dài trong môi trường khói mù mịt, nhiều người đã phải dùng kính bơi để tránh khói bay vào mắt. Nhưng mà làm sao mà cơ sở lại chọn cái cá kho cổ truyền, lại chọn củi nhát? Là cái củi nhát này là rất chắc, chỉ cần than của củi nhát cũng đã đảm bảo cái nhiệt độ để cho nồi cá nó sôi. Và kho bằng củi thì có cái mùi cá, mùi khói nó quyện vào trong những cái nồi cá như này. Và sau nó có cái đặc trưng của mùi cá kho cổ truyền làng Vũ Đại. Tết thì cơ sở chúng tôi phải đảm bảo cái lượng đơn hàng nó rất nhiều. Nên một ngày là chúng tôi phải đưa ra ngoài thị trường khoảng 200 nồi thì mới đảm bảo cung cấp đủ cho khách hàng. Món cá kho nơi đây có nhiều tên gọi khác nhau như cá kho Phủ Đại, cá kho Bá Kiến, cá kho Đại Hoàng, cá kho Chân Hậu, cá kho Hà Nam. Không ai biết rõ ông tổ của cá kho là ai, nhưng món cá kho đậm vị dân dã được người dân nơi đây cho là sự truyền nghề từ đời này qua đời khác. Bí quyết để thực khách nhớ mãi không chỉ ở tên thương hiệu mà chính từ hương vị đặc trưng hiếm nơi nào có được. Điểm đặc biệt của cá kho làng Vũ Đại là nếu được ở nơi có nhiệt độ mát, món ăn này có thể giữ nguyên được hương vị tươi ngon tới 2-3 tuần mà không cần sử dụng bất kỳ loại chất bảo quản nào. Tùy theo kích thước và trọng lượng, nồi cá sẽ có giá từ 700 đến 1 triệu 500 ngàn đồng trên một nồi. Giá đến 1 triệu 500 ngàn đồng cho một niêu cá kho, chắc chắn là nhiều quý vị sẽ bất ngờ trước cái giá đắt đỏ của nó. Nhưng khi theo dõi sự tỉ mỉ trong từng công đoạn, từ việc chọn cá, nồi kho, củi và công thức kho được truyền lại từ lâu đời không nơi nào có, thì giá tiền triệu cho món ăn này là hoàn toàn xứng đáng, đúng không ạ? Vâng ạ. Và tiếp theo cũng là một món cá vô cùng hấp dẫn, đó là cá nướng. Những ngày cận Tết Nguyên Đán thì người dân làng cá nướng ở vùng biển Hà Tĩnh thức dậy từ 2 giờ sáng và làm đến tối muộn để có thể kịp số lượng hàng phục vụ cho khách dịp Tết Nguyên Đán. Những ngày cuối năm, làng nướng cá ở vùng biển xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh tất bật đỏ lửa ngày đêm, làm việc không hơi nghỉ để có đủ sản phẩm cá nướng phục vụ thị trường Tết Nguyên Đán. Từ 2 giờ sáng, người dân đã thức dậy chuẩn bị các công đoạn rã đông, rạch lưng cá và nhóm lò nướng. Việc nướng cá kéo dài đến tối mịt để kịp cung ứng đủ số lượng khách đặt. Các công đoạn từ chuẩn bị bếp lò, than củi, chọn cá, rửa cá, sắp xếp cá lên vỉ, nướng cá và phơi hông cá đều được mọi người thực hiện một cách chuyên nghiệp. Cá nướng có nhiều loại với đầy đủ kích cỡ,
trong đó chủ yếu là loại cá thu, cá nục hoa, cá nục chuối, cá bạc má, cá trích, cá cơm, cá đục, cá chim biển, được đánh bắt ở vùng biển các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Mỗi mẻ cá nướng cần điều chỉnh lửa, than đỏ đủ độ trong khoảng 10 đến 15 phút. Lúc thấy thân cá chín vàng đều, vảy hơi cháy xém, mỡ cá chảy ra, mùi thơm ngào ngạt. Trung bình mỗi lò tại đây có thể nướng từ 2 đến 3 tà cá mỗi ngày, tùy số lượng khách đặt, có bao nhiêu nướng bấy nhiêu, nhất là vào dịp Tết Nguyên Đán, cá nướng tiêu thụ số lượng lớn hơn so với những ngày bình thường. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Thạch Kim cho biết, hiện xã có khoảng 40 hộ dân đang làm nghề cá nướng tại cụm công nghiệp chế biến hải sản. Nghề nướng cá của người dân địa phương vừa tạo công ăn việc làm thu nhập, còn đóng góp lớn trong khâu chế biến, đưa hải sản ra thị trường trong và ngoài tỉnh. Sắp tới, xã sẽ làm hồ sơ đề nghị công nhận nướng cá là làng nghề truyền thống. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với Hải Dương để cận cảnh hai gốc sắn dây khủng nặng gần 3 tạ đã được trưng bày tại lễ hội thu hoạch hành tỏi năm 2024 do thị xã Kinh Môn của tỉnh Hải Dương tổ chức. Và đây là hai gốc sắn dây khủng mà chúng tôi vừa nhắc đến. Nhiều du khách choáng ngợp không tin vào mắt mình khi được chiêm ngưỡng hai gốc sắn dây, một gốc nặng 275 kg, một gốc nặng 195 kg. Chủ nhân của hai gốc sắn dây khủng là ông Hoàng Văn Sơn ở thôn Đích Sơn, xã Hiệp Hòa, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Ông Sơn cho biết khi địa phương tổ chức lễ hội thu hoạch hành tỏi có hoạt động trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản địa phương, nên ông Sơn dỡ một vài gốc sắn để lấy sản phẩm mang trưng bày. Ai ngờ khi dỡ lại gặp được hai gốc sắn có củ to như vậy. Khi cân lên thì một gốc nặng 195 kg, một gốc nặng 275 kg, nên ông đã mang ra trưng bày tại lễ hội để nhân dân và du khách thập phương chiêm ngưỡng, đồng thời quảng bá sản phẩm nông sản của gia đình và địa phương. Ông Sơn cho biết thêm, nhà ông trồng sắn dây được 24 năm. Trước ông trồng 300 gốc trên diện tích 1 mẫu, sau giá sắn rẻ nên ông giảm diện tích trồng sắn. Hiện ông chỉ trồng 5 sào sắn dây với 120 gốc. Hai năm nay, giá sắn dây mới bật lên. Ông Sơn chia sẻ, để các gốc sắn dây có củ to, sai củ thì yếu tố quan trọng nhất là chất đất. Nếu 4 năm mà không thay đất, chất lượng, củ và năng suất cũng sẽ kém đi. Vì vậy, trong quá trình trồng sắn, ông Sơn phải thay đất liên tục. Với kinh nghiệm nhiều năm trồng và chăm sóc sắn dây, nên năm nào ông Sơn cũng bội thu, năng suất, sản lượng sắn dây luôn đạt cao. Đặc biệt là có nhiều gốc sắn cho năng suất và đạt được sản lượng hơn 1 tạ trở lên. Khi được hỏi là gốc sắn nặng 275 kg đã có phải là gốc sắn khủng nhất từ trước cho đến nay ở Kinh Môn chưa? Thì ông Sơn cho biết đây chưa phải là gốc sắn khủng nhất ở Kinh Môn. Vì ông cho biết là có người dân trồng sắn dây đã từng dỡ được một gốc sắn nặng trên 3 tạ, thưa quý vị. Tin thế giới với những đoạn video thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Mới đây, một tài khoản mạng xã hội X, trước đây là Twitter, đã đăng tải một đoạn video về cảnh dùng máy xúc giải cứu bò bị nước cuốn đầy quạt mục. Theo đoạn video, một con bò đã bị rơi xuống một cây nước chảy xiết và đang bị nước cuốn trôi. Một người điều khiển máy xúc đã nhanh chóng sử dụng cần cẩu của máy xúc để tham gia giải cứu con bò. Người điều khiển máy xúc đã rất cẩn thận để không làm con bò bị thương. Sau khi được đưa lên khỏi mặt nước, con bò đã được đưa đến nơi an toàn. Đây là khoảnh khắc đáng kinh ngạc khi một con nai bỗng dưng phi vào nhà hàng ở bang Wisconsin của Mỹ. Phát hiện thấy chú nai, những thực khách bên trong nhà hàng hoảng sợ và bỏ chạy. Chú nai sau đó đã đi vào bếp và thoát ra bằng lối cửa sau của nhà hàng. Sự việc không gây thiệt hại gì, mọi người đều an toàn. Và bây giờ là đoạn video ghi lại cảnh tượng kỳ lạ khi một tài xế ô tô đã có hành vi khó hiểu khi cố gắng dùng bình cứu hỏa để bơm lốp xe ô tô. Sự việc xảy ra tại thành phố Hradec Králové, Cộng hòa Séc và đã được camera giám sát ghi lại. Trong clip, một chiếc SUV màu xám mang biển số Séc đang đi vào trạm xăng. Ngay sau đó, một người đàn ông bước ra khỏi xe, lấy bình cứu hỏa từ khoảng trống cạnh quầy, đặt vào van bánh xe và kích hoạt thiết bị. Lốp xe và cánh tay của người đàn ông đột nhiên bị bọt bao phủ, sau đó anh ta đặt bình cứu hỏa trở lại, lau tay áo rồi bước vào xe và bỏ đi. Cảnh tượng hài hước này được chia sẻ và nhanh chóng trở thành cơn sốt trên mạng xã hội. Trong phần tiếp theo của 24 giờ chuyển động,
xe tải bốc cháy trên quốc lộ, hàng chục người lao ra dập lửa. Chuyên mục chuyên kèo mới, hiệu quả thiết thực từ dự án đưa bác sĩ trẻ về vùng khó công tác. Một câu chuyện đáng chú ý xảy ra tại Đắk Nông sẽ tiếp tục chương trình. Thưa quý vị, ngày 23 tháng 1 vừa qua, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết lực lượng công an hai huyện là Tuy Đức và Krông Nô đang tích cực vào cuộc điều tra, xác minh các hành vi vi phạm pháp luật trong các vụ vỡ nợ theo hình thức là ký gửi nông sản xảy ra trên địa bàn. Vụ việc được phản ánh qua ghi nhận sau đây. Trước đó, từ ngày 13 tháng 1 đã có rất nhiều người dân đến công ty cà phê Đức Hoàng ở xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức để đòi lại tiền cà phê và hồ tiêu đã ký gửi vào đây. Khi công ty này tuyên bố phá sản, hiện công ty này đang nợ nhiều hộ dân, doanh nghiệp trên địa bàn với tổng số tiền gần 18 tỷ đồng. Tuy là đến sau so với các đại lý khác, nhưng mà cuối cùng là lại là thu hút được nhiều bà con nhất. Mà nếu mà đến bữa nay mà bảo đến phá sản mà em không biết, không nghĩ là phá sản, tại vì là mua đông khách hàng như thế đúng ra là phải giàu lắm. Còn tại huyện Rông Nô, hàng trăm hộ dân cũng rơi vào tình cảnh mất trắng tài sản sau khi đại lý nông sản Mai Cầu ở xã Tân Thành, huyện Rông Nô cũng tuyên bố vỡ nợ. Tổng số tiền bà đại lý này mất khả năng chi trả khoảng 24 tỷ đồng. Nó bảo không sang đâu, cần bán thì là lên giá thì là ra bán thôi. Nó là đòi tiền, nó là mình bán 10 tấn cà nhân, cà tuế, nó bảo đi ra hỏi nó là có tiền chưa, nó bảo không có. Nó là hẹn ngày qua ngày cũng không được. Cả tuần nay là cô không ăn không ngủ được. Mà bây giờ nhờ công an chính quyền pháp lý là vào cuộc đi, rồi làm sao để cho dân, rồi để cho bà con ở đây, rồi để trả lại cái công bằng cho họ, chứ họ làm ba xương bảy nắng mới được hạt cả, khổ lắm. Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đã giao công an huyện Krông Nô, Tuy Đức tập trung điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, chiếm đoạt tài sản của người dân, đồng thời chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, tránh xảy ra các vụ việc tương tự. Niên vụ cà phê 2023-2024, người trồng cà phê vui mừng vì giá thu mua cao nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, niềm vui chưa trọn thì nhiều hộ đã trắng tay vì các chủ đại lý thu mua. Tiếp theo sau đây là phần tin nóng, xin mời quý vị sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa phối hợp với các lực lượng liên quan đã triệt phá đường dây vận chuyển mua bán pháo nổ trái phép từ Campuchia về Thành phố Hồ Chí Minh. Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ hình sự Nguyễn Phước Cảnh 24 tuổi và Nguyễn Văn Tiến 28 tuổi, thu giữ hơn 1 tấn pháo nổ các loại. Mở rộng chuyên án, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã xác định Nguyễn Văn Tiến là người đang cầm đầu đường dây vận chuyển pháo lậu từ Campuchia qua khu vực biên giới giáp ranh với tỉnh Long An, sau đó đưa về Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an huyện Bình Chánh, Công an tỉnh Long An đã bắt giữ Nguyễn Văn Tiến khi đang điều khiển xe tải vận chuyển 576 hộp pháo nổ, trọng lượng hơn 938 kg từ biên giới Campuchia về Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Hiện Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc. Tại thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, một người đàn ông đang dùng máy cắt vải thì không may ngã xuống nền nhà, nghi bị điện giật. Gần một tiếng sau vụ việc mới được phát hiện, nhưng nạn nhân đã tử vong. Thông tin ban đầu, anh Đỗ Văn Hải, 44 tuổi, đến căn nhà ở phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức để cắt vải may. Khi đang dùng máy cắt vải trên lầu thì bất ngờ anh Hải ngã xuống nền, ôm chặt chiếc máy cắt vào người. Khi vợ anh Hải tới căn nhà này thì phát hiện chồng nằm ở góc nhà nên ngắt cầu giao điện rồi hô hoán. Nhân viên y tế sau đó đã có mặt kiểm tra nhưng xác định nạn nhân đã tử vong. Nhận tin báo, Công an phường Hiệp Bình Chánh và Công an thành phố Thủ Đức có mặt lấy lời khai nhân chứng, tổ chức khám nghiệm hiện trường. Sáng ngày 31 tháng 1 năm 2024, ông Trương Văn Thân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Văn Lợi, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cháy xe tải. Rất may các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt khống chế không cho đám cháy lan rộng. Theo đó, khoảng 19 giờ tối ngày 30 tháng 1, xe tải do tài xế LHV, sinh năm 1978, điều khiển di chuyển trên quốc lộ 48D hướng Tân Kỳ, Quỳ Hợp.
Khi xe đến cầu Khe Đá thì bất ngờ bốc cháy. Thấy vậy, tài xế nhanh chóng nhảy xuống dập lửa và hô hào người dân trợ giúp. Nhận được tin báo, công an xã Văn Lợi đã huy động tối đa bình chữa cháy mini tại cơ sở để khống chế ngọn lửa, cùng với người dân địa phương sử dụng vòi nước ngăn ngọn lửa không cháy lan ra phía sau. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng phương tiện thì bị hư hỏng nặng. Thưa quý vị, nguồn nhân lực y tế chất lượng cao ở miền núi, vùng sâu, vùng xa luôn là bài toán khó đối với ngành y tế các tỉnh miền núi. Thế nhưng từ khi đề án thí điểm bác sĩ trẻ tình nguyện về vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, ưu tiên 62 huyện nghèo được triển khai, thì y tế đã có nhiều thay đổi. Chương mục Chuyện Ngày Mới hôm nay, xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi phóng sự ghi nhận tại huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng để thấy rõ hơn về thành quả của dự án này mang lại. Mang thai ngược là nhập viện muộn khi chuyển dạ. Thay vì phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên cách hơn 3 tiếng đi đường, chị Hoàng Thị Như đã được bác sĩ Lục Thị Sinh thực hiện phẫu thuật ngay tại Trung tâm Y tế huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Chuyển đi xa xôi thì rất là khó khăn ạ. Rất là mong muốn cho các bác sĩ mổ cho em nhanh, không thì sợ con thai ngôi ngược nữa thì sợ đẻ không được. Nhiều ca khó như u nang buồng trứng, thai ngoài tử cung, thai ngược, nhiều trường hợp chuyển dạ nhập viện muộn cũng đã được xử lý ngay. Điều mà trước đây các bác sĩ trẻ như chị Sinh không dám nghĩ đến. Cái khoảng thời gian trước khi đi học ấy, thì có thể là khi mà mình nhìn thấy bệnh nhân mình còn hơi lo sợ một tí. Có thể là nhìn thấy hoặc là có thể mình sẽ chưa biết cách xử trí. Nhưng mà khi đi học về, được sự hướng dẫn của các thầy, các cô và các bác sĩ của cái bệnh viện ấy, của bệnh viện đại học, của bệnh viện phụ sản Hải Phòng ấy, thì đến bây giờ hiện tại thì có thể là gọi là tự tin hơn một tí khi gặp bệnh nhân, và có thể tự tin là mình sẽ xử trí được tốt một cách tốt nhất cho bệnh nhân đến. Bác sĩ Lục Thị Sinh, Lý Văn Học là hai trong số 7 bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện Bảo Lạc được cử tham gia vào đề án 585 thí điểm bác sĩ trẻ tình nguyện về vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo. Ưu tiên 62 huyện nghèo được đào tạo bài bản theo chương trình đặc biệt, một thầy kèm một trò, theo hướng cầm tay chỉ việc trong 24 tháng liên tục. Tinh thần nhiệt huyết với nghề đã gắn kết các bác sĩ trẻ với người bệnh. Hàng loạt ca bệnh khó nguy cấp đã được xử trí ngay tại trung tâm. Khi đi học dự án thì chúng tôi cũng, nếu mà nói về cái kiến thức chuyên khoa sâu thì chúng tôi chưa có. Còn đến lúc đã học xong rồi thì chúng tôi về thì chúng tôi cũng có thể là nâng cao được cái chuyên môn sâu của mình. Thường thì đồng bào ở đây thì vào viện rất là muộn. Tức là khi mà đã đau không chịu được rồi thì mới đến viện. Thì thường thì bị như kiểu viêm ruột thừa ấy thì thường sẽ viêm phúc mạc rồi. Trước đó, trung tâm đã được tiếp nhận một bác sĩ trẻ tình nguyện về đây công tác trong 3 năm. Để nguồn nhân lực chất lượng cao được bền vững, 7 bác sĩ trẻ của trung tâm đã được cử tham gia đề án với các chuyên khoa mũi nhọn, hồi sức cấp cứu, nội, ngoại, nhi, xét nghiệm, sản, truyền nhiễm. Thì phải nói từ khi mà có cái dự án này hỗ trợ thì đi đào tạo được bằng này bác sĩ thì về chủ yếu là những cái chuyên môn mũi nhọn, các cái khoa mà gọi là cần thiết đối với các cái huyện đó. Thế thì cũng là thực hiện được cái nhiều cái kỹ thuật, mà trong cái phân tuyến kỹ thuật thì chúng ta cũng làm được trên tầm 80% trên 80%, rồi trong tương lai thì chắc chắn là nó cũng sẽ cải thiện dần. Được coi là bước đột phá của ngành y trong đảm bảo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, dự án 585 đã giúp cho cơ sở y tế vùng cao này bắt đầu hái được những trái ngọt đầu tiên. Dự án thí điểm bác sĩ trẻ tình nguyện về vùng khó khăn, dự án 585 là một trong những phương thức đào tạo thiết thực và hiệu quả nhằm cung cấp nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân ở địa phương còn khó khăn. Qua đó tạo cơ hội cho đông đảo người nghèo, người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, được tiếp cận với các dịch vụ y tế có chất lượng ngày một tốt hơn, hạn chế chuyển tuyến điều trị không cần thiết, góp phần giảm quá tải ở các bệnh viện tuyến trên, tránh lãng phí cho người dân, cộng đồng và xã hội. Và thưa quý vị, câu chuyện ý nghĩa này cũng đã khép lại thời lượng của chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay. Một lần nữa, Ngọc Nhi và Đào Duy xin được chân thành cảm ơn quý vị vì đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 6 giờ, 18 giờ và 22 giờ 30 phút mỗi ngày. Đồng thời quý vị cũng có thể xem lại chương trình 24 giờ chuyển động trên kênh YouTube Truyền hình Tây Ninh. Còn bây giờ cho phép chúng tôi xin được kính chào và hẹn gặp lại.